Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của DPro Việt Nam. Formatic là một trong các hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian được đánh giá cao về độ an toàn lẫn khả năng cải thiện hiệu suất. Vậy hệ dẫn động Formatic là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó ra sao? Ưu điểm của hệ dẫn động này? Hãy cùng DPro tìm hiểu trong video dưới đây. Formatic là một hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian do hãng ô tô Mercedes-Benz phát triển. Tên gọi Formatic có nguồn gốc kép từ hệ thống dẫn động Forwell và Automatic. Formatic được Mercedes giới thiệu lần đầu vào năm 1987 trên dòng xe W124 4 cửa. Hiện nay, đa số các mẫu xe của Mercedes-Benz đều sử dụng hệ thống dẫn động này. Về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Formatic. Đầu tiên là về cấu tạo. Cấu tạo của hệ thống Formatic gồm có hộp phân phối công suất nằm bên trong hộp số giúp truyền năng lượng đến các bánh xe, bộ vi xay chống trượt trung tâm giúp điều chỉnh và cân bằng lực kéo giữa cầu trước và cầu sau, hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử 4 bánh giúp quản lý và phân phối chính xác moment xoắn đến từng bánh xe trong các điều kiện vận hành khác nhau. Hệ thống này sẽ sử dụng chung các cảm biến của hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP. Về nguyên lý hoạt động của Formatic, hệ thống dẫn động 4 bánh Formatic thường hoạt động dựa trên sự phân phối moment xoắn theo tỷ lệ 45-55 giữa cầu trước và cầu sau. Bộ hạn chế trượt phi xay trung tâm nhiều đĩa với moment xoắn khóa 50 Nm giúp sức kéo ở mức cao. Ban đầu, khi xe tăng tốc, sự thay đổi về tải trọng trên cầu sau sẽ được khai thác để cung cấp thêm moment xoắn cho cầu sau. Sau đó, moment xoắn giữa cầu trước và cầu sau có thể thay đổi linh hoạt với tỷ lệ 30-70 hoặc 70-30 tùy theo điều kiện mặt đường. Hệ thống Formatic không hoạt động độc lập mà liên kết với nhiều hệ thống an toàn ô tô khác như hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống chống trượt. Ở một số điều kiện mặt đường, hệ thống Formatic có thể tự động phát hiện và ngăn cản xe bị trượt đuôi. Khi này, hệ thống kiểm soát lực kéo điện tử can thiệp điều chỉnh để đạt được gia tốc lớn nhất nhằm giảm thiểu tối đa hiện tượng bánh xe bị trượt, đảm bảo độ ổn định khi di chuyển. Với những đoạn đường trơn trượt ngoằn ngoèo, hệ thống sẽ điều chỉnh moment xoắn động cơ ở bánh xe bên ngoài giảm xuống để lốp có thêm lực bám. Trong trường hợp hệ thống chống trượt ASR không thể khôi phục sự ổn định cho xe, thì hệ thống cân bằng điện tử ESP sẽ can thiệp bằng cách áp dụng phanh. Về các loại hệ thống Formatic, đầu tiên hệ thống dẫn động 4 bánh thường xuyên Formatic giúp dẫn động linh hoạt trên công suất cầu trước và cầu sau theo tỷ lệ 45-55 hoặc 50-50. Trong trường hợp phát hiện xe có dấu hiệu bị trượt bánh, công suất sẽ được chuyển sang cầu đang quay chậm hơn, từ đó giúp cải thiện sự kéo và độ ổn định của xe. Đây là hệ thống dẫn động được sử dụng phổ biến nhất trên xe Mercedes hiện nay. Một số mẫu xe Mercedes sử dụng hệ thống này đó là Mercedes C-Class, Mercedes E-Class, Mercedes S-Class, Mercedes CLS. Thứ hai, hệ thống dẫn động 4 bánh biến thiên Formatic. Hệ thống dẫn động 4 bánh biến thiên Formatic cho phép công suất có thể biến thiên hoàn toàn với cầu trước hoặc cầu sau dựa trên điều kiện vận hành thực tế. Khi di chuyển thông thường, cầu trước sẽ dẫn động. Trong các tình huống khó, công suất sẽ truyền xuống cầu sau và tự ngắt nếu không còn cần thiết. Một số mẫu xe Mercedes sử dụng hệ thống này: Mercedes B-Class, Mercedes GLA, Mercedes CLA. Thứ ba, hệ thống dẫn động 4 bánh thường xuyên Formatic, hiệu năng AMG. Hệ thống này là hệ thống dẫn động có sự phân phối công suất giữa cầu trước và cầu sau theo tỷ lệ 33-67, giúp xe tăng tốc nhanh ngay từ khi bắt đầu. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo an toàn, hệ thống sẽ đưa cả 4 bánh xe đạt được công suất cao tối đa. Một số mẫu xe Mercedes sử dụng hệ thống này: Mercedes GLC43, Mercedes GLE43. Thứ tư, hệ thống dẫn động 4 bánh biến thiên Formatic, hiệu năng AMG. Đây là hệ thống hoạt động tương tự như hệ thống dẫn động 4 bánh biến thiên, nhưng trong vi xay cầu sau được tích hợp ly hợp đa đĩa với bộ kiểm soát thủy lực điện tử đặc biệt của AMG. Hệ thống dẫn động này giúp kết hợp lý tưởng sự nhanh nhạy, hiệu suất và sức kéo. Một số mẫu xe Mercedes sử dụng hệ thống này: Mercedes CLA45, Mercedes GLA45. Về ưu điểm của hệ thống Formatic, đầu tiên là tính an toàn cao. Hệ thống dẫn động Formatic của Mercedes giúp cả 4 bánh xe đều nhận được moment xoắn từ động cơ, đặc biệt tùy theo tình huống vận hành thực tế mà tỷ lệ chuyển moment xoắn đến cầu trước và cầu sau sẽ linh hoạt thay đổi để phù hợp nhất. Formatic không hoạt động độc lập mà kết hợp với công nghệ an toàn khác như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và chống trượt. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt, điều chỉnh để xe thích nghi với từng điều kiện mặt đường khác nhau. Điều này giúp xe có thể vận hành ổn định và an toàn trong nhiều tình huống khó như lái xe vào cua, lái xe đường trơn, lái xe trời mưa, lái xe đường đèo dốc, đường xấu. Thứ hai, cải thiện hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Hệ thống dẫn động hai cầu thường chiếm nhiều không gian và nặng hơn so với dẫn động một cầu.
Tuy nhiên, với 4MATIC của Mercedes, hệ thống lại có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, bố trí thông minh hơn. Điều này giúp cắt giảm đáng kể trọng lượng tổng thể của xe, nhờ đó mà xe có thể đạt được hiệu suất mạnh mẽ hơn, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Theo số liệu từ nhà sản xuất, với cùng một mẫu xe, phiên bản sử dụng hệ thống dẫn động 4MATIC có mức tiêu thụ nhiên liệu tương đương với phiên bản dẫn động cầu sau. Với điều kiện đường xá và thời tiết như ở Việt Nam, thì hệ thống 4MATIC thực sự hỗ trợ rất lớn, giúp lái xe an toàn hơn và đặc biệt vào những ngày mưa, đường ẩm ướt, trơn trượt. Bạn nghĩ sao về hệ thống dẫn động 4MATIC? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe D-Pro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.